Con chim này mày có nghe lời tao không? Ngoan nào, đã là chim thì phải biết chui qua khe chứ. Đờ mờ cái trò nhảm lìn này mà 50 triệu download cơ à. Thằng cha Hà Tây này thì cũng chỉ giỏi ăn cắp thôi chứ có cái động gì mà Chào các bạn, chắc hẳn các bạn đã có một cái Tết khá tồi tệ khi không những chim của các bạn liên tục va vào ống cống mà còn phải chứng kiến cảnh một gã ắt ơ đầu to mắt không cận ở đâu kiếm 50.000 đô một ngày chỉ với việc tạo ra một cái game vớ vẩn đúng không? Đúng đấy, đó là tâm lý chung tràn ngập các diễn đàn và báo mạng trong mấy tuần qua ở Việt Nam. Một hiện tượng tưởng chừng lạ nhưng rất là quen thuộc. Và lời giải thích cho hiện tượng này chỉ gói gọn trong chiếc bánh quen thuộc mà chúng ta vẫn ăn hàng ngày. Mẹ, đồ họa thì hệt như Mario, còn cách chơi thì giống hệt mấy cái trò kiểu pew pew với cả helicopter chứ có cái deck gì. Cẩn thận chúng nó kiện cho vỡ mồm đấy cưng ạ. Chắc phải lập tài khoản ảo với dùng bot thì mới lên được top chứ cái trò vớ vẩn thì có cái mẹ gì đâu. Chơi được 2 lần là xóa. Đỏ thôi, đen thì quên mẹ nó đê. Bao nhiêu thằng làm game tương tự có lên đâu mà mỗi ông Việt Nam nhà mình rùa vãi lều. Với nhận xét đây là sản phẩm sao chép và không đáng được hưởng ứng thì quá buồn cười. Nếu tìm hiểu về công nghệ nói riêng và kinh doanh nói chung thì các bạn sẽ thấy là việc vay mượn ý tưởng sẵn có để xây dựng nên những sản phẩm tốt hơn là việc hết sức bình thường. Facebook là bản sao của MySpace và rất là nhiều mạng xã hội đi trước. Samsung vay mượn rất là nhiều thiết kế của Apple. Ngay cả iPhone cũng có thiết kế khá là giống LG Prada từ những năm 2006 và sử dụng cảm ứng đa điểm của Mitsubishi từ những năm 2001. Và đỉnh cao là bài học từ Steve Jobs, bạn không cần phải là người đầu tiên làm ra sản phẩm, bạn chỉ cần làm sản phẩm đó một cách tốt nhất. Cuối cùng, nếu có dính tới vấn đề bản quyền thì cũng sẽ do những người sở hữu bằng sáng chế và cơ quan thẩm định lo. Và trong trường hợp này, từ Nintendo cho tới những game tiền thân của Flappy Bird đều không kiện anh Đông. Nhưng hài hước thay, trên các mạng xã hội có rất là nhiều đồng bào ta ngày đêm lo lắng thay cho bản quyền của Flappy Bird. Còn về những ý kiến cho rằng anh Đông may mắn thì đó là điều hiển nhiên cho cuộc sống. Tuy nhiên may mắn phải dựa trên việc bạn đã chăm chỉ, đã cố gắng cống hiến. Nôm na là bạn có thể giỏi và chăm chỉ nhưng chỉ vì thiếu một chút may mắn mà bạn không thành công. Nhưng nếu mà bạn đã kém mà lại còn lười nhác thì chắc chắn may mắn sẽ khó có thể đến được với bạn. Hoặc nếu nó có đến thì bạn cũng sẽ không biết cách tận dụng nó. Việc game Flappy Bird gây bão toàn cầu và khi thực sự nổi ở Việt Nam thì bị gỡ xuống, một lần nữa lại khiến chúng ta nhận ra rằng có quá nhiều người gato ở Việt Nam. Và ngay cả khi game đã bị khai tử đúng như lời hứa của anh Đông, vẫn còn có rất nhiều người tiếp tục dự đoán đây là một chiêu trò của truyền thông. Chưa biết những nhận định này đúng hay sai, nhưng theo mình thì thay vì bới móc, tại sao chúng ta không giúp quảng bá hình ảnh của đất nước thông qua những sự kiện hiếm hoi như thế này? Nhớ lại Gangnam Style là một bài hát thị trường với điệu nhảy ngựa kỳ cục, cũng từng bị thế giới chỉ trích bởi sự nổi tiếng vô lý của nó. Thế nhưng người Hàn Quốc đã biết tận dụng triệt để cơ hội đó để quảng bá nền âm nhạc cũng như là văn hóa của đất nước họ đến toàn thế giới. Chúng ta cũng đã từng có những cơ hội vàng như vậy với Running Man Vũ Xuân Tiến và giờ đây là Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông. Thế nhưng chính sự đố kỵ đã khiến người Việt Nam chúng ta tự vùi dập nhân tài ngay trên sân nhà của mình. Qua vlog này mình muốn nói rằng tuy sự cạnh tranh là bản năng của con người cũng là một yếu tố cần thiết để những tài năng cạnh tranh phát triển. Nhưng một khi nó biến thành sự gato, sự ghen ăn tức ở của những người lười lao động trước thành công của người khác thì nó sẽ đẩy lùi sự phát triển của xã hội và thậm chí còn tạo ra những thảm họa phái sinh như thế này. Cần cho thuê iPhone 5S mạng bánh gato có chim đã hack sẵn 969 điểm để loài gấu nhân dịp Valentine với giá 50.000 đô một ngày.